Sáng ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương để xác định nguyên nhân tai nạn. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 45 phút tại km 21+700 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, bên phải tuyến hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương, thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1989, điều khiển đến km 21+700 bị nổ vỏ xe làm xe bị lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp. Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tài xế Nguyễn Quang Vinh và ông Dương Tấn Trước, sinh năm 1981, ngồi trên xe bị thương nặng. Bác sĩ Mai Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh gần 8 giờ ngày 29 tháng 3. Trong đó, một trường hợp hôn mê sâu, hai người còn lại bị chấn thương vùng mềm. Để kịp thời điều trị cho bệnh nhân nặng, các bác sĩ hội chẩn nhanh, lên phác đồ điều trị, mổ bệnh nhân trong tình trạng xấu. Bác sĩ Dũng cho biết, hai trường hợp nhẹ đã đưa ra phòng ngoài, còn lại một người vẫn đang được chăm sóc đặc biệt, chưa thể khẳng định thế nào. Cảnh sát giao thông đang phối hợp với cơ quan quản lý đường cao tốc và nhà chức trách tỉnh Long An xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Vụ việc khiến giao thông trên cao tốc này hướng về miền Tây ùn tắc nghiêm trọng.